Và bây giờ em xin phép được mời tất cả các anh chị thuộc Team Media. Chúng ta sẽ có một khu vực rất là thoải mái ở đây để mọi người có thể ghi chú cũng như là tham gia phỏng vấn. Và mọi người ơi, chúng mình xin phép sẽ cần khoảng 1 đến 2 phút để ổn định đội hình ở đây để đảm bảo tất cả mọi người đều thoải mái tham gia buổi fansign lần này nhé. Ở khu vực này có anh chị nào báo chí mà báo chí mình ngược chuyển luôn luôn anh kia gì à, tuyển sinh phép sẽ di chuyển sang phía bên đây để có thể tiện giao lưu với tất cả mọi người. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Đầu tiên anh photo lên lấy hình trước. Tao rồi, anh photo bên anh đó đúng không? Cái dù cho báo chí đấy không ạ? À? Mình có gì dù hay gì đó không? Mình lấy đó. Và một lần nữa thì Tiền Năng cũng xin phép được gửi lời cảm ơn đến với các anh chị thuộc phía báo chí truyền thông đã có mặt trong lễ hội ngày hôm nay. Và để cảm ơn các bạn rất là nhiều, xíu nữa mình sẽ la tới sáng rồi cũng được nha. Rồi, bây giờ xin phép được quay trở lại với các anh chị thuộc Team Media. Đó là để đảm bảo khu vực ghi hình cũng như là an toàn cho nghệ sĩ thì em xin phép được mời các anh chị. Đầu tiên là mình sẽ di chuyển sang phía cánh trái, nơi tay, đứng chỉ tay của Tuyền Tăng. Và tiếp theo sau đó là để thoải mái hơn, mọi người có thể ngồi xuống và tham gia xuyên suốt phần fansign này luôn nha. Và cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với I Like Coral New Playground và buổi fansign. Anh chị ơi, anh chị vui lòng mình ngồi rồi xuống, mình có thể ngồi cách xa ra để mình quay à. Mấy chị mình vô trong đây luôn không ạ? Mình vô đó mình thẳng có thảm á mấy anh chị, mình chúc mừng nắng lên rồi. Xin chào các bạn. Cảm ơn anh Phương ạ. Tôi nhìn thấy thầy thưa rồi, hôm nay anh được thưa rồi. Tôi không bỏ gì đây. Tôi không có thể thưa rồi. Tôi không có thể thưa rồi. Theo tôi được biết thì bộ phim Bỗng Dưng Thúng Phố đã nhận được rất là nhiều sự yêu mến của các bạn khán giả ở Việt Nam. Và hôm nay tôi đã đến đây và tôi còn bất ngờ hơn nữa khi thấy được cái sự chào đón rất là nhiều của các bạn hôm nay. Dạ, phía thẳng của mình đi. Dạ, xích xích ra phía sau giùm em. Ngồi đóng vậy mà. Lôi lại đằng sau giùm em. Đây cũng báo chí mà. Như một tin báo chí đây mà. Một tin báo chí mà giờ lùi chỗ đâu ngồi. Thì xuất mọi người lùi xuống xíu giùm em. Mọi người sao lùi trước, đây có lùi được chứ. Mời tới mà giống như là à, ủa anh ngang ngược quá vậy? Không, anh xử. Kêu tăng lùi đúng mà anh đứng vậy sao người ta làm? Trong khi đây là người ta mời báo chí tới để tác nghiệp. Anh em mình muốn qua đây giùm em nha. Anh mời tới mà không có trân trọng gì cho này. Tin nhiều kỳ cục quá à. Dạ, và một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, thật sự rất là cảm ơn các anh chị và phóng viên đại diện cho các cơ quan báo đài truyền thông cũng như là các bạn. Để phóng viên 날씨에도 이렇게 와주셔서 너무너무 감사드리고 일단은 왔으니까 다치지 마시고 저희 또 좋은 시간 보냈으면 좋겠습니다. Thì hôm nay mặc dù thời tiết rất là nóng bức nhưng mà tất cả mọi người đã dành sự yêu mến và đến đây để ủng hộ cho Y Chong. Nên là anh ấy cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Mong rằng hôm nay chúng ta có thể tham gia cái buổi fansign này một cách mọi người đều không bị thương, tất cả đều an toàn và tận hưởng được nó. Dạ, và một trong số những câu hỏi đến từ các con fan đó là hỏi về sự biến hóa đa dạng linh hoạt của Y Cân trong các bộ phim của anh ấy. Thì trong số các bộ phim mà anh ấy từng tham gia thì đâu là những cái này là những cái nhất? Cho mấy bạn nó biết sao qua lên cho mình. Đang tôi giúp yếu kém với em bằng đứa chết. Oh, 여러분들이 아는 육사오란 영화도 보기도 좋았는데 기본적으로는 이제 영화는 넷플릭스에 있는데 아기와 나라고 그 영화를 개인적으로 너무너무 좋아해서 여러분들도 꼭 한번 봐주셨으면 좋겠는 마음이 있습니다.
Khán giả ở Việt Nam biết đến tôi rất nhiều qua bộ phim Bỗng Dưng Trúng Số và tôi cũng cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Nhưng mà trong cái gia tài phim mà tôi đã tham gia thì tôi có một bộ phim tên là Baby and Me. Bộ phim ấy có mặt ở trên Netflix thì tôi đặc biệt rất yêu thích bộ phim đó và rất mong các bạn fan ở đây có thể một lần hãy xem bộ phim đó. Baby and Me đúng không ạ? Dạ rồi. Và thêm một câu hỏi tiếp theo nữa đó là như là anh Yichun có chia sẻ thì là Bỗng Dưng Trúng Số là bộ phim đã mang tên tuổi anh ấy đến gần hơn với các khán giả yêu thích điện ảnh. Nhưng mà với những fan hâm mộ của Yichun thì mọi người cũng lại tò mò hơn nữa rằng là bên cạnh diễn xuất thì cái cuộc sống đời thường của anh ấy, ví dụ như một ngày không có phim ảnh thì anh ấy sẽ thường làm gì, sở thích hay làm sao, anh ấy có thể chia sẻ với các fan hâm mộ đang ở đây không ạ? Em nói cho mít luôn á. Dịch trên mít lên cái gì vậy? 저는 개인적으로 이제 운동하는 걸 굉장히 좋아해서 손 보시면 다 굳은 자리 있을 정도로 운동을 굉장히 좋아하고 개인적으로 되게 조용한 사실 성격인데 뭐 연기나 예능이나 그냥 밴드는 그런 걸 많이 해서 그것도 너무 좋고 언젠가는 괜찮아서 여러분들하고 함께 좀 할 수 있는 예능을 또 했으면 좋겠습니다. 네요. Bản thân tôi thì khi mà có thời gian tôi rất là yêu thích cái việc vận động thể dục thể thao. Các bạn có phải thấy là ở trên tay tôi có rất là nhiều vết chai bởi vì tôi đã tham gia những cái hoạt động thể dục thể thao. Và bình thường thì tôi thường hay tham gia những cái chương trình giải trí ở Hàn Quốc và tôi xuất hiện với cái tính cách rất là sôi nổi hoạt bát. Tôi cũng mong là sau này nếu có thể cũng được tham gia vào những chương trình giải trí ở Việt Nam. Chúng ta đã có một lời hứa hẹn đến từ Yichun C rồi đúng không ạ? Vậy thì thêm một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chính thức bắt đầu phần fan site dành cho các bạn fan hâm mộ. Đó là anh ấy có thể bật mí một vài những cái kế hoạch cũng như là những dự án sắp tới của mình được không ạ? Ờ, 지금 한국에서 이제 드라마 특단이랑 영화 한 편을 찍고 있어요. 지금 예능도 작업을 하고 있는데 아마 조만간 베트남에서도 이제 같이 뭔가 작업을 할 수 있는 기회가 곧 주어질 수도 있을 것 같아서 이게 꼭 성공적으로 해서 여러분들께 한 번 더 그런 영화나 예능으로 인사를 드릴 수 있게 되면 너무 좋겠습니다. Hiện tại những cái kế hoạch hiện tại của tôi thì tôi đang quay cho hai bộ phim điện ảnh và kèm với một bộ drama và bên cạnh đó tôi cũng tham gia vào nhiều các chương trình giải trí ở Hàn Quốc và tôi mong rằng những cái kế hoạch của tôi sẽ thật thành công để sau này tôi sẽ có thêm cơ hội để có thể quay những bộ phim điện ảnh hoặc là có thể tham gia những chương trình giải trí ở tại Việt Nam nữa. Còn từ phía Việt Nam thì chúng tôi rất hy vọng là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cùng với buổi fan site với Yichun C sẽ đem đến cho anh ấy một kỷ niệm thật là tốt, thật là tuyệt vời để chúng ta sẽ còn có nhiều dịp gặp nhau hơn nữa trong tương lai. Thì anh Yichun có chia sẻ thêm một điều nữa đó là anh và Trấn Thành đã có những cái gặp mặt và có những cái kết mặt với nhau. Thì rất là mong muốn gửi đến các bạn cái lời là hẹn sẽ gặp lại nhau sớm nhất ở thị trường Việt Nam. Yeah! Wow, không ngờ là một cái câu hỏi của Tiền lại mở ra cả một cái thông tin bật mí của nó là chấn động luôn. Và hy vọng là sẽ sớm thôi chúng ta sẽ thấy một sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc với sự xuất hiện của Yichun C. Và bây giờ không làm cho tất cả các bạn fan hâm mộ đợi chờ lâu hơn nữa, xin được giới thiệu với tất cả các bạn, đây là tấm postcard diệu kỳ đó. Và chính tấm postcard này thì Yichun C sẽ ký tên ở trên đây, nhưng câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại tại đó. Anh ấy được biết đến nhiều nhất qua bộ phim gì ạ? Bỗng Dưng Trúng Số. Thì hôm nay anh ấy đến với buổi fan site này đi kèm cùng với một giải độc đắc. Và mỗi một tờ postcard ở phía mặt sau đều sẽ có một con số bất kỳ. Và khi mà các bạn nhận được tờ fan site này rồi hãy giữ thật kỹ, bởi vì phần tiếp theo của chương trình
đích thân anh Igor C sẽ bốc thăm và chọn ra một khán giả trong số các bạn đã nhận được fansign này, nhận được giải thưởng độc đắc đến từ Igor C. Và giải thưởng của chúng ta sẽ bao gồm 10 thùng sữa chuối Bingê, nhưng mà chưa có hết. Trời ơi, mới có phần đầu thôi. Phần thứ hai, mình đã có sẵn sàng là hỗ trợ sức khỏe thể chất đúng không? Bây giờ là phần quà để tăng sức đề kháng cho tinh thần. Đó là một cái ôm lòng chảy đến từ Igor C. Và bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi ký tặng ngày hôm nay. Anh chia sẻ rằng những cái sản phẩm sữa của Hàn Quốc vừa rất là tinh khiết nè, vừa có chất lượng tốt, nên mong tất cả các bạn có mặt ở đây cũng hãy tin dùng sữa Hàn Quốc. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À. Bởi vậy là Tuyền cũng đã xíu trước một cái podcast với là số để lát nữa biết đâu mình chưa nhận được đó thì sao. Rồi, và bây giờ quay trở lại với tất cả mọi người. Chúng ta ai cũng muốn có chữ ký quý cư sĩ đúng không ạ? Và đặc biệt là nhận được giải độc đắc nữa. Nhưng mà sẽ có một vài những cái lưu ý. Đầu tiên là các bạn giúp Tuyền xếp thành 4 hàng dọc được không ạ? Bây giờ Tuyền sẽ chọn 4 bạn làm đầu hàng nha. Rồi, 4 bạn ơi, mình sẽ giơ tay lên cho mọi người thấy. Đây chính là tổ trưởng tạm thời của mấy bạn. Rồi, mọi người cứ đúng vị trí xếp hàng. Và sau đây chúng ta sẽ nhận được sự hướng dẫn đến từ ban tổ chức để lần lượt từng bạn một sẽ đến đây và nhận chữ ký đến từ quý cư sĩ. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu buổi fansign.